Ruộng mùa này thì có mấy xích đi nó đỡ lún. Con này dàn 2 mét mấy? 2 mét rồi. 2 mét à? Áo của mấy tay lắp vào đây rồi. Chú của nó là 2 mét 4 đây. Đấy, đi vòng đầu. Đây anh chủ máy đang livestream đây. Con này có 5 ủi. Vào 2 máy. Xoay được 1 ô. Tính ra đất. Lún rồi. Giờ máy xích kia qua kéo. Quá sâu luôn. Ruộng mùa này thì có mấy xích đi nó đỡ lún. Vì nhẹ một cái lên rồi. Máy xích này đi sâu cỡ nào đi được luôn. Kia thì lún nhưng mà mấy này qua không sao ấy. Đã xong 2 ô. Oh yeah.
hai máy làm chung một ô. Mấy chiếc nó đi chậm hơn nhưng mà nó đỡ đúng. Lại xong một ô rồi. Bắt đầu vào ô bên kia. Gió lúa nhà bên này đổ. Ô này hai máy chạy đã tầm 15 phút xong chứ mấy. Đấy, con máy xích đi đường bờ đỡ lún. Còn mấy vòng nữa là xong. Mỗi mấy tầm 2 vòng nữa là xong. Thank you.
vòng hai vòng là hết xong rồi. Hết vòng này là xong rồi. Mưa cũng sắp đến đây rồi. Ở dưới làng kia mưa. Hết rồi, cần đi về thôi.